quý vị, mới đây Đà Nẵng đã lọt top 25 điểm đến được yêu thích nhất châu Á 2022 do TripAdvisor website du lịch nổi tiếng thế giới của Mỹ bình chọn. Theo đó, thì Đà Nẵng được giới thiệu là điểm đến thoải mái và thân thiện, ẩm thực hấp dẫn. Trong bối cảnh mà ngành du lịch đang có sự phục hồi nhanh chóng, việc đẩy mạnh truyền thông về điểm đến là vô cùng quan trọng, góp phần tạo sức hút cho du lịch Đà Nẵng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Thời gian qua, ngành du lịch Đà Nẵng đã đẩy mạnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch, các đơn vị kinh doanh du lịch, các hãng hàng không và các địa phương nhằm liên kết quảng bá du lịch với các gói ưu đãi sản phẩm mới. Nhờ có chiến lược cụ thể về truyền thông điểm đến, lượng khách đến với thành phố thời gian qua, đặc biệt là từ đầu tháng 3 đến nay tăng mạnh. Hầu như năm nào mình cũng đến Đà Nẵng, vì đây là nơi có biển và rất là gần với những cái di tích giống như là ở Hội An hay ở Huế. Thành ra là đây là cái cung đường mà mình cảm thấy rất là thoải mái khi mình đến. Đà Nẵng là một điểm đến rất nổi tiếng về cảnh quan và là một thành phố du lịch thân thiện, an toàn. Tôi đã tìm hiểu nhiều về thành phố của các bạn trước khi đến đây du lịch. Đặc biệt là hiện nay các chuyến bay từ Bangkok tới Đà Nẵng cũng đã được mở lại nên rất thuận lợi. Thích nghi với xu hướng du lịch hậu Covid, ngành du lịch của địa phương vẫn đã và đang tăng cường các hoạt động marketing số, quảng bá VR360 du lịch Đà Nẵng, tổ chức các hoạt động quảng bá hướng tới khai thác các phân khúc thị trường đang có xu hướng phát triển nhanh như du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, du lịch golf và truyền thông du lịch thông qua các cuộc thi, các sự kiện, lễ hội, văn hóa thể thao đặc sắc, cũng như qua các hội nghị, hội thảo lớn trong nước và quốc tế. Trong đó, một trong những sự kiện tiêu điểm chính là Diễn đàn Phát triển Đường bay châu Á 2022, sắp được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 4 tới ngày 9 tháng 6 tới đây. Sự kiện Route Asia sẽ là cái sự kiện quan trọng trong năm 2022 và là một sự kiện bản lề để chúng ta khôi phục lại các cái mạng lưới đường bay đã bay tới Đà Nẵng, cũng như là xúc tiến mở các cái đường bay mới, các đường bay quốc tế mới tới thành phố Đà Nẵng trong năm 2022 và các năm tiếp theo, để góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho bạn bè cũng như du khách quốc tế tới thăm Đà Nẵng và các địa phương lân cận trong khu vực miền Trung, Tây Nguyên của chúng ta nó thuận lợi hơn. Xác định truyền thông điểm đến là yếu tố quyết định trong khôi phục ngành công nghiệp không khói, ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục đầu tư vào công nghệ số trong công tác truyền thông để mang lại nhiều trải nghiệm và tiện ích cho du khách. Hiện ngành du lịch thành phố đang tăng cường hợp tác đẩy mạnh truyền thông kỹ thuật số thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, đưa người nổi tiếng đến Đà Nẵng trải nghiệm và quảng bá du lịch, qua đó lan tỏa nhanh nhất các thông điệp, sự kiện của du lịch Đà Nẵng đến với du khách trong nước và quốc tế.